cơm mình không ăn với livestream thật. Nước của ai rồi? Nước nào uống rồi? Bỏ à? Không biết à? Hello. Bây giờ thì Toán sẽ test cảm biến CKV cho anh em. Khi mất dòng điện 12V từ C cấp nuôi cho dây màu nâu sọc đen, tránh tình trạng khi điện áp đổ nổ đề nổ máy lên, điện áp quá tải hoặc 14 cho tới 15V đổ lại. Thì Toán sẽ ra lập một cái bộ này cho anh em coi bằng cái cục chiết áp. Nhiều chiết áp quá, chiết áp trên, chiết áp dưới, đủ để chơi cho anh em. Đây thì Tuấn đang làm lòng thòng thôi, như đảm bảo IC này sẽ không hề chết đâu. Còn anh em là học viên của Tiến Tuấn thì tới đây học với các bạn tha hồ chơi. Thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ chức năng và cách giả lập, sẽ không bao giờ chết tới IC. Ok. Thì bây giờ thì Tuấn sẽ bật lên coi giả lập cái gì đầu tiên nhỉ. Ok, một xe khách hàng mang vào đi. Để bình thường không? Ok, có đến lửa trong áp. Bơm xăng hoạt động đầy đủ. Ơi, nhưng thay vì đồng hồ thì Tuấn lại báo lỗi rồi. Ok, anh em đếm lỗi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nháy. 8 nháy thì tương tác cho là bị cảm biến TB. TB trên tất cả những dòng xe Honda bộ 3 cảm biến hay không bộ 3 cảm biến, nó cũng chỉ có là một dòng nguồn điện 5V từ IC cấp nuôi cảm biến và một dây mắt chung, và dây còn lại luôn luôn là dây tín hiệu. Vậy bây giờ thì Toán coi như rút rắc cảm biến TB ra. Thì đầu tiên các bạn làm hãy tắt khóa điện nha. Thì Toán sẽ làm clip trong vòng 30 phút giới thiệu và tặng cho những anh em nào học online bộ giả lập cực kỳ rẻ nhưng lại chất lượng hàng đầu Việt Nam ấy. Rút TB ra. Rút ra TB trên xe thì Đình Tuấn sẽ giả lập một tín hiệu vô trong này để coi còn hết báo nháy không. Dây giữa nha các bạn, dây tín hiệu luôn luôn nằm ở giữa. Đây, chỉ cần một cái kim. Ok chưa nào? Thì đồng thời nãy đang báo nháy 8 nháy thì Đình Tuấn rút ra giả lập cho nó. Nếu hư TB ở dưới điện áp khoảng 200mV thì đương nhiên đồng thời đèn y sẽ báo 8 nháy. Còn điện áp trên 200mV thì đương nhiên tương tác một là đứt dây tín hiệu, hai là hư IC. Thì đầu tiên các bạn muốn kiểm tra như vậy thì các bạn phải kiểm tra cho Đình Tuấn hai dây ngoài cùng có đủ dòng điện 5 và dây mát không, 5V và dây mát không. Nếu đủ rồi, các bạn chỉ cần xỉa cho Đình Tuấn một đường truyền tín hiệu vào dây giữa gửi lên ECM. Nếu đồng thời đồng hồ không báo nháy nữa, kết quả hư cảm biến TB. Đặc biệt hư cái này là do nhiều anh em không có máy đọc lỗi nha, hoặc anh em không biết cách đo đồng hồ. Bởi vì giá trị điện áp TB này nằm ở dưới giải 200mV thì tự động nó sẽ báo 8 nháy. Còn trên 200mV thì không sao, chỉ nhiệm vụ còn lại là đứt dây và hư ECM. Vậy Đình Tuấn sẽ giả lập cho anh em một cách đơn giản. Trên đây Đình Tuấn sẽ truyền một đường tín hiệu ngang ngửa mấy điện áp của TB gửi về IC, và Đình Tuấn bật xin phép bật khóa điện. Quá hoàn hảo. Ok, hết báo nháy. Thì chứng tỏ còn lại anh em chỉ cần báo khách hàng là thay con, còn TB. Đình Tuấn chia sẻ clip livestream này cho những anh em nào chưa có điều kiện mua máy chuẩn đoán hoặc chưa hiểu sâu về tất cả giá trị cảm biến. Nếu anh em nào đã có cái máy chuẩn đoán đọc lỗi thì anh em mua sản phẩm bên Đình Tuấn là cái máy chuẩn đoán đọc lỗi. Nếu có điều kiện thì Đình Tuấn sẽ hướng dẫn từng chi tiết tất cả những hoạt động của những con cảm biến trên dòng xe phu sa người tử, nó có dãy điện áp là bao nhiêu là chuẩn, mà dưới bao nhiêu khi báo nháy thì các bạn cứ inbox cho Đình Tuấn. Còn hôm nay Đình Tuấn giới thiệu là cái bộ đồ chơi nho nhỏ, anh em không cần phải đầu tư số tiền quá lớn, khoảng vài triệu hay triệu hay 2 triệu gì phải mua bộ giả lập này, nó tốn tiền nha. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần đơn giản, nếu các bạn học của Đình Tuấn thì luôn luôn Đình Tuấn sẽ cho các bạn hướng dẫn và cách đo kiểm. Nếu báo 8 nháy
thì các bạn chỉ cần kẹp đồng hồ đo đa năng vào hai sợi dây này, coi có dòng điện 5V không và mát ok không. Ok, thông thủy hết thì các bạn truyền cho đỉnh Tuấn một tín hiệu từ bộ giả lập chiết áp bằng bulin gửi về ICM và bật khóa điện lên, hết báo nháy. Ok. Vậy thì đỉnh Tuấn bây giờ xin phép, thay vì điện áp TB này ở cái dãy trên 200mV, đỉnh Tuấn sẽ nhỏ hơn TB này, thì đương nhiên nó sẽ báo nháy, đỉnh Tuấn sẽ vặn chiết áp bulin. Đồng thời bật lên sẽ báo nháy. Vậy ok, bulin thì Tuấn chỉnh điện áp vẫn còn ở nằm ở lĩnh vực cao. Rồi, thì Tuấn bật lại. Đấy, thì đương nhiên dãy điện áp của cảm biến tay ga là cảm biến TB dưới 200mV. Bởi vì đồng hồ thì Tuấn đọc rất nhỏ, nó nằm ở điện áp quá nhỏ thì đương nhiên đồng thời sẽ báo tam nháy. Ok như nào? Và thì Tuấn sẽ tăng chỉnh lên để giả lập cảm biến tay ga, thì đồng thời đồng hồ sẽ hết báo nháy. Và thì Tuấn sẽ mượn đồng hồ này đo ở đây coi được bao nhiêu vôn khi điện áp báo. Ok, cái này nằm khoảng hơn nửa vôn. Vậy thì Tuấn sẽ bật lên lại, sẽ hết báo nháy. Ok như nào? Và thiết bị này thì Tuấn chuẩn bị tặng cho anh em nào nhóm học online, nếu các bạn đăng ký ngay từ phút này thì khoảng một tuần sau thì Tuấn sẽ làm hoàn hảo một bộ cực kỳ đẹp tặng cho anh em luôn. Còn đây thì Tuấn đã làm thô sơ để chẳng qua chỉnh cho nó vui, không đẳng cấp. Với thì Tuấn làm một cái gì là phải đẳng cấp, khi một con xe mang ra thì mình phải có đồ để mình chỉnh, khách hàng nhìn thấy thì mới ok. Không cần phải các bạn phải lên trên mạng, phải những cái đồ to tác này ghê gớm lắm, phải mua khoảng bao nhiêu tiền gì đấy mới giả lập những cảm biến. Thật sự khi các bạn hiểu được nó rồi và đến với Đình Tuấn thì tất cả hệ thống phun xăng điện tử này nó còn nhẹ hơn các bạn ăn cơm luôn. Và tiếp tục Đình Tuấn sẽ giả lập của cảm biến CKB nguồn 12V cấp cho CKB từ IC nhá. Thì bây giờ Đình Tuấn đã giả lập xong thành công của TB và Đình Tuấn sẽ giả lập của CKB là nguồn 12V từ IC cấp cho nó luôn. Coi có bao nháy 52 không? Đề được không? Đề cọc cọc. Thì đồng thời đồng hồ sẽ báo nháy cho các bạn 5 chậm 2 nhanh, tương tác lỗi 52. Ok như nào? Rồi. Vậy Đình Tuấn sẽ dùng một bộ khác. Đình Tuấn đẩy luôn một dòng điện 12V ổn định từ 11 cho tới 12V vô dây màu nâu sọc đen, để khi Đình Tuấn kích hoạt nổ máy lên, khi đấy nó qua sạc thì đương nhiên nó sẽ có một dòng điện 14 đến 15V tới CKB, thì Đình Tuấn sợ mặt CKB sẽ không ổn định và sẽ chết CKB, và Đình Tuấn sẽ giả lập dòng điện này chỉ có 11V vô cái dây màu nâu sọc đen. Nếu bật quá điện lên đồng thời đèn HMI hết báo nháy, vậy chứng tỏ Đình Tuấn giả lập thành công. Và đề có được không? Ok. Vậy cao áp vẫn đánh phà phà. Và Đình Tuấn ở đây làm tất cả những thiết bị này thì các bạn học của Đình Tuấn thì cam đoan sẽ không bao giờ chết tới IC. Dù bóng đèn LED hay cái gì, Đình Tuấn cũng chiết cho anh em những món đồ bảo đảm trị giá không bao nhiêu tiền, bởi vì thì tính là tiền lẻ. Nhưng anh em kiểm tra trên hệ thống phun xăng điện tử, đúng rồi, cực kỳ phê và rẻ. Giảm nó cũng đứng trở. Đấy. Có các bạn nào cảm thấy yêu mến Đình Tuấn thì các bạn cứ tham gia một khóa học online đi. Giá cực rẻ, cực chất nhưng mang lại sự nhiều yếu tố cắt pha xử lý những hệ thống xe phun xăng điện tử, hay xe điện tử, hay là khóa thông minh sống với cây, hay là vân vân. Đình Tuấn sẽ làm cho anh em thoải mái để chơi cùng Đình Tuấn trên cái dòng xe phun xăng điện tử này, mà cam đoan với anh em sẽ không bao giờ chết tới những giá trị cảm biến hoặc là IC. An toàn tuyệt đối rất cao. Tuấn đang thử test. Thì IC này thì không bao giờ chết được, các bạn yên tâm đi.
Các bạn cứ nghĩ rằng những xe này khoảng 4 triệu mấy, các bạn cứ phải run sợ. Nên các bạn hiểu được nó thì các bạn không bao giờ sợ nó chết. Như tính toán trên cái mô hình này giả lập thoải mái, không cần một thiết bị máy móc nào luôn. Thì đương nhiên giá trị điện áp nhỏ khi cấp vào CKB thì đồng thời đèn FI lại báo lỗi 52. Đấy các bạn không? Và tính toán tăng chỉnh cho đủ điện áp thì sẽ ok. Rồi bật lên tiếp. Để được không? Ok. Và tính toán đang giả lập cảm biến tay ga là cảm biến TB luôn nhá. Chỉ cần một cái kim rất nhọn thế này, một đồ rất thô sơ nhưng các bạn làm thì lại rất tinh tế. Nhỏ hơn thì sẽ đè không được. Đây. Đấy, thấy không? Cắt cắt liền nha. Ok, thấy không? Và sẽ báo lỗi. Học hả? Mang tiền đây lên học có gì đâu, mấy triệu khóa mà. Không phải nhà ông mở tiệm về quê ngon đấy. Không, tôi không có mở tiệm về quê. Hả? Vậy ông học này làm cái gì? Sửa xe nhà. Sửa xe nhà hả? Chưa được đâu. Tò mò hả? Mấy cái volume này em biết. Chan chi to hả? Và Điện Toán sẽ làm tặng cho tất cả anh em nào học online đăng ký được phút này. Điện Toán sẽ làm những cái cho anh em giả lập bằng đèn LED. Đèn LED này hồi xưa Điện Toán cũng phải nó xạo chứ làm hơi bị lâu rồi. Rất lâu rồi để áp dụng đến bây giờ. Làm cực kỳ dễ cho anh em. Sao? Kéo chết đi xe tôi 4 triệu nhá. Ok. Phá quá. Chưa chết. Đè hả? Chưa được rồi. Chết đi xe khổ lắm. Chết một con khác. Mình dân dân kỹ sư mà sợ chết nó không được. Chết đi xe này có ai sửa đâu. Không. Giờ không sửa cho mà. Mà dân mình về kỹ sư nghiên cứu mình chết thì thôi, mua cái khác. Còn các bạn đến với tính toán thì để từ cặt cặt hay khóa xe bật key tìm xe được nhưng núm khóa không xoay được thì tất cả mọi thắc mắc thì anh em cứ đến đây, tính toán sẽ trình và diễn cho anh em những cái pha cắt xử lý cực kỳ đơn giản, không khó gì như trên mạng người ta livestream và chia sẻ. Tính toán sẽ cố gắng làm và nói làm sao để cho chất lượng, để cho anh em nghe rõ ràng, để cắt xử lý trên dòng xe phu xanh điện tử này cực kỳ dễ và hot cho anh em, mang lại một cuộc sống tươi đẹp cho anh em về một kiến thức vô bờ bến nếu anh em tham gia với Điện Toán. Do đợt này dịch cúm, để qua dịch cúm Điện Toán sẽ làm một cái gì hay hơn nữa gửi đến cho tất cả anh em. Cần gì đâu phải những thiết bị máy móc đẳng cấp ghê gớm mà phải giữ lập được những tất cả cảm biến đâu anh em, không cần phí tiền. Nếu các bạn đến với Điện Toán thì Điện Toán sẽ hướng dẫn các bạn phải dùng cái thiết bị và máy móc nào khi trong tay các bạn có bao nhiêu số tiền. Chứ không phải ông A đầu tư cái máy chất lượng, mình phải đi theo ông A kệ người ta. Miễn sao một con xe FI vào mình làm hoàn toàn chỉnh chu, ok là xong. Và Điện Toán xong clip này sẽ nghỉ ăn cơm trong vòng 30 phút tặng anh em trong nhóm học online cách xử lý của con A Black trên đây. Hôm qua giờ Điện Toán bận quá chưa làm được nha. Đây em nó đây. Những anh em trong nhóm chuẩn bị ngày hôm qua Điện Toán bận quá chưa có thể chia sẻ được anh em cái ba này thì chút xíu Điện Toán chia sẻ luôn. Tuy Điện Toán bây giờ mới hướng dẫn cho anh em vào đầu 2020 và năm 2019 giữa năm thì Toán mới hướng dẫn đi ra dạy anh em và trao đổi những kiến thức. Bởi vì lý do sao hồi giờ cũng không dạy trực tiếp đâu. Có nhiều anh em bảo Điện Toán ơi tại sao mà không hướng dẫn một khóa học để cho anh em dễ hiểu, thì Điện Toán có một cái gì niềm vui
là một cái động lực thì Tuấn mang lại cho anh em những cái hay nhất trên những dòng xe phun xăng điện tử mà các bạn không phải sợ. Kể cả giả lập những cảm biến 5V hay điện áp rất nhỏ khoảng mấy trăm mV của những dòng cảm biến góc nghiêng, dòng Yamaha hay những dòng xe Winner, các bạn chỉ cần bộ này cắm một cái là xong. Rất đơn giản, xe nổ máy thì chúng ta sẽ tìm đường khắc phục một cách cực kỳ đơn giản nha. Ok mọi người, đèn cứ nháy và sáng đỏ. Anh em thấy hay chia sẻ live stream cho Đình Tuấn, xin like, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Xin chào anh em. Ở đây Bình Định đang rất nắng. Cứ miễn sao có một động lực, cứ một ngủ dậy, có một tia vọng sống sót, có một hơi thở, có một giọng nói chất lượng không bị viêm họng, thì Đình Tuấn sẽ làm tất cả những clip hướng dẫn video tặng cho anh em. Nếu sau này có làm YouTube mong rằng anh em ủng hộ nhá. Ok, thế thôi, nháy nháy giả lập được tất cả. TB nguồn điện 12V. Rất rẻ cho những dòng xe phun xăng điện tử. Chứ đôi khi trên tay các bạn chỉ cần đầu tư một cái đồng hồ. Nếu các bạn nào cần đồng hồ này, các bạn inbox cho Đình Tuấn giá vài trăm k, hiểu chưa? Đấy, những cái thiết bị thế này thôi là con xe phun xăng điện tử nó phải xong. Và trong tay dùng cho Đình Tuấn một cái áp bơm để đo áp bơm, áp suất bơm, và dùng một cái máy chuẩn đoán tùy theo mà điều kiện của anh em cho phép phải dùng cái máy như nào, thì các bạn cứ liên hệ sẽ tư vấn, Đình Tuấn sẽ làm nhiệt tình. Và 2 ngày nữa sẽ có khoảng 10 cái máy về nhà phục vụ cho anh em máy chuẩn đoán. Các bạn nào nhanh tay mua máy của Đình Tuấn, có một cái giá ok tặng các bạn nhóm học online. Nếu các bạn mua những cỗ máy có giá trị sản phẩm bên Đình Tuấn, Đình Tuấn sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho anh em khi mua máy. Thì anh em chỉ cần cần cái gì và trong điều kiện tài khoản có bao nhiêu thì các bạn cứ inbox cho Đình Tuấn, sẽ làm mọi khả năng cho các bạn. Đấy, giả lập CKV đây, lấy ra thì đương nhiên sẽ bao nháy. Để không được luôn. Ok, để vô lăng không sụp xịt. Quay vô lăng coi sụp xịt không. Rờ le sẽ chỉ có rờ le, phải đọc 5 chân này nhảy thôi. Khi các bạn làm quen rồi thì các bạn bỏ cái đồng hồ này luôn, các bạn vẫn xử lý được trên tất cả loại xe. Khi các bạn chỉ cần bật khóa điện, không cần nhìn đồng hồ FI, chỉ cần nghe tiếng động cơ, tiếng bơm xăng, các bạn bấm nút đề thì các bạn sẽ có cách kiểm tra cực kỳ dễ, chứ không cần đồng hồ báo nháy, nếu các bạn đã hiểu được nó. Tiếp tục thì Tuấn sẽ gửi lại giả lập một tín hiệu cho các bạn coi. Ok như nào, rất hay. Cái TB ở đây là TB ở đây, các bạn chỉ cần rút ra sẽ báo lỗi, cam đoan khi các bạn rút rắc báo 8 nháy ngay lập tức cho các bạn. Ok, ok như nào. Tuấn sẽ tiếp tục giả lập bằng một cái kim tiêm. Cái bộ này bộ làm trọt xăng mà ngày xưa ở trên mạng Facebook làm mưa làm gió, thắn làm lợi xăng, thần y gì đấy nha. Mượn cái cây của thắn làm lợi xăng trọt vô dây tín hiệu giả lập cho nó. Dù nó là bao nhiêu vôn thì các bạn cũng giả lập được.
Ok chưa nào? Bật khóa điện lên. Lại hết. Thế thôi. Rồi, tiếp tục đến toán giả lập. Con IET cảm biến nhiệt độ khi nào? Toán cắp rắc của TB vào. Khi đồng thời thì toán sẽ rút rác ra, nó sẽ báo 9 nháy trên đồng hồ FI. Các bạn chịu khó học rồi các bạn sẽ thành công 9 nháy. Ok như nào? Thì toán tiếp tục tắt khóa giả lập cho nó luôn. Đây, ok. Giả lập vô dây tín hiệu gửi về ECM. Ok. Nhìn thấy không? Đấy. Giả lập CKB. Giả lập trên này luôn. Điện toán có vài bộ dùng chơi cho nó vui. Chuẩn bị sản phẩm 5 ngày nữa sẽ ra lò. Cực đẹp, cực hot cho anh em. Anh em nào mua thì cái giá mà làm điện toán kiếm một bộ 50 ngàn uống cà phê. Bán cho anh em kiếm có 20 ngàn một cái áp bơm thôi. Đó là một cái niềm đam mê. Bởi vì chạy đi ship cop lặng quạng hết 5 ngàn tiền xăng, bút, phấn mực. Nhưng điện toán nói ra bảo kể câu, nhưng đó chỉ là đam mê. Ship một cái áp bơm kiếm anh em 20k mua gói thuốc hút. Còn sau này bộ giả lập này các bạn nào thích Điền Tuấn làm, bỏ công ra dặn những lúc ế, đó là một cái đam mê muốn gửi và truyền đạt lại cho anh em. Kiếm 50k uống nước, Điền Tuấn nói là phải làm. Còn anh em nào tham gia khóa học online, Điền Tuấn sẽ hứa tặng ngay từ phút bây giờ anh em Điền Tuấn mới làm thành công, tặng ngay phút này trở đi các bạn nào tham gia khóa học online, Điền Tuấn sẽ hứa hẹn 5 ngày sau tặng một bộ giả lập cho anh em cực đẹp và hot. Giả lập điện áp từ 0 cho tới 12V. Bởi vì dòng xe máy chỉ có 12V nên các bạn không cần phải làm nó quá lớn, quá nhiều. Thay vì xe chưa nổ máy thì điện áp chưa tăng 14-15V thì thiết bị này chỉ giả lập cho từ 0V cho tới 12V đổ lại. Anh em nào có nhu cầu các bạn cứ inbox thì Tuấn sẽ làm hết bài hết bản để anh em xử lý trên dòng xe phụ xe điện tử. Mà Điền Tuấn cam đoan chứ không bao giờ hư tới xe đâu. Cam đoan luôn. Còn các bạn nào sửa đồng hồ, nút nhấn đồng hồ hư, các bạn đi mua những cái này vào thay thế. Nó dài hơn nút nhấn bình thường thì các bạn có thể, một là các bạn cắt bớt, hai là các bạn cắt bớt cái cành nhấn màu trắng trắng trên những cái loại đồng hồ có nút nhấn đầy. Nó tương tác 4 sợi dây, 4 chân đấy, không phải 4 sợi dây, các bạn nhổ ra hàn vào. Trên những bo mặt TV đồng hồ điện tử rất nhiều. Đây. Nhấn kêu cắt cắt rất hay, như đèn, như kiểu công tắc xịt tốp. Hết bao nháy, không bao nháy bao yếc gì hết. Bình điện toán yếu bình rồi. Bình điện là yếu bình, cắm quá tải. Rắc lung xung bùng hết. IC đấu vô bờ bến, thử tất cả loại IC cho khách hàng. Đây, nếu thật sự anh em nào đam mê thì sau này các bạn cứ làm như vậy. Để một lúc nào đấy an toàn về IC. Còn đến với điện toán thì khỏi cần kiểm tra. Chỉ cần đo tích tắc là biết IC chết, hay là quật chết, hay là CKB chết. Nếu anh em nào đúng tới đây, chỉ có vài chức năng đề một cái cạch cạch như thế này, nhưng đồng hồ lại không báo lỗi nhá. Đặc biệt nhiều pha đề cạch cạch như này này lại không báo lỗi, thì anh em tới đây học với Điền Tuấn sẽ xử lý cách cho các bạn đo kiểm thế nào là chết IC,
thế nào chết cuộn điện, thế nào chết CKV, thế nào để giả lập của con relay khởi động đề và sạc 5 giây. Thế thôi. Và làm cái gì thì làm, các bạn lưu ý trước khi các bạn sửa chữa, các bạn hãy tắt qua điện cho Đi Tuấn. Rồi, các bạn tiếp tục hãy làm tỉnh táo và để đo kiểm cái nào hư các bạn nên làm. Khi các bạn làm xong, đo kiểm ok, các bạn bật qua điện lên để tránh rủi ro khi các bạn làm chập IC nha. Ok, giả lập xong thì đương nhiên nó sẽ phải quay. Do bình điện điện toán hết rồi, bu lăng quay rất chậm. Đấy. Ok. Nha, bình điện hết rồi. Đấy. Sáng giờ ngồi rảnh rỗi làm mấy cái vớ vẩn này chơi cho nó vui. Giả lập cũng hay phết. Vương Xuân Hồng thì Tuấn không biết là cái gì anh em. Còn tất cả những bóng đèn LED để anh em thử những giá trị, những tín hiệu từ IC dập mát cho mô pin rồi bơm xăng, nói chung là để thử thì Tuấn sẽ làm tất cả những bóng đèn LED để tặng cho anh em. Ok. Còn các bạn nào biết làm thì các bạn ra điện tử mua một con, điện trở mua một bì, một ký là 1k và vài con đèn LED về nhà các bạn tự hàn. Còn anh em nào cảm thấy mua khó thì Tuấn hàn luôn, gói hàng tài liệu gửi cho anh em luôn. Từ phút này trở đi thì càng ngày thì Tuấn sẽ làm củng cố càng ngày càng đầy đủ cho anh em tham gia khóa học online một cái phí cực kỳ rẻ và lại chất lượng cho anh em. Cuộc sống không phải anh em nào thợ xe máy nào cũng mới biết nghề và làm thành công, mà các bạn lại có rất nhiều tiền để các bạn đầu tư những cái máy quá trời nhiều tiền, nó vô ích. Bởi vì ngày xưa Đình Tuấn cũng như tất cả những anh em thích yêu công nghệ, đầu tư tất cả những máy móc. Nhưng vừa đầu tư máy này thì ông kia lại ra sản phẩm khác. Nên đôi khi đầu tư một cô máy đôi khi 10 triệu. Ngày xưa tua đồng hồ có thể mua bộ 6 đến 8 đến 10 triệu. Về nhà nhiều bộ chưa tua được đồng hồ thì tất cả hàng đấy lại bỏ, tiếp tục người ta ra công nghệ. Thì Đình Tuấn mang lại một cái gì? Bởi vì Đình Tuấn từng chơi công nghệ, từng bỏ rất vô số tiền, nhưng nhiều về nhà chưa đáp ứng được. Ông này lại cạnh tranh, ông kia cạnh tranh lại ra những máy móc, nên những cái máy cũ về nhà lại bỏ. Thị trường càng ngày người ta càng cạnh tranh, nên anh em đến với Đình Tuấn, Đình Tuấn sẽ tư vấn nhiệt tình. Các bạn chỉ cần dùng cái máy nào là ok, chứ không cần phải đua đòi. Bởi vì máy móc thị trường công nghệ điện tử nó ra ồ ạt. Ông này vừa sản xuất một cái máy này bán mấy triệu bạc, tua đồng hồ Oleo, lấy mã ID, chưa làm chưa kịp ông lại tiếp tục tua thị trường một cái máy khác. Đúng không anh em? Cuộc sống là như vậy, làm hơi tí một cái lại cứ nâng cấp phần mềm lấy tiền phát phát. Nên nhiều anh em làm nếu có thu nhập tốt ổn định thì các bạn coi như những số tiền đấy cực kỳ nhỏ nhỏ. Còn nhiều anh em phải đi vay mượn, phải trả góp tiền ngân hàng hoặc đi vay quỹ đen, nhiều lúc làm chưa đủ ăn, làm ngày nào sao ngày đấy lại đầu tư máy móc. Thứ nhất, người ta bán máy móc lợi nhuận cao, ai hiểu các bạn đang khổ phải lo từng bữa ăn cơm ở nhà đâu. Bình điện nhà ăn đầy em ơi, viếng tháo ra gắn vào bình điện nhà ăn bao la chất như quả đất. Một đường tín hiệu, giả lập thì tất cả em nó đều ok. Input, output, đầu ra, đầu vào, in, out. Với Đình Tuấn thì anh em học một mô hình Đình Tuấn thì tương tác cũng như học 10 con xe trên một cái mô hình, nó cũng như nhau. Không phải nhiều mô hình mà tốt.
Bởi vì khi các bạn đã giải thích và hướng dẫn cho các bạn hiểu thì một mô hình thì có thể làm cũng như 100 cái mô hình. Chỉ cần hai đầu kẹp cá sấu, mua vài ngàn bạc lẻ, 10.000, 20.000, về nhà giải quyết mọi vấn đề. Sơn lấy bị tạp ông lý. Ok. Nhưng làm sao phải để cho đẹp, cho nó bắt mắt, cho nó ok. Chứ bây giờ khách hàng mang vào các bạn lấy một cái đấy để giả lập thì nó có thể không đẹp. Thì Tuấn hứa hẹn trong vòng 5 ngày nữa sẽ ra một bộ và đặt về nhà chiết áp cho anh em cực kỳ đẹp và hot. Giá thì tính bằng tiền 100.000 thôi, không phải tính bằng tiền nửa triệu đâu. Nửa triệu là 500k đấy, nhưng đây thì tính bằng tiền 100.000. Xem lại ly ke được không anh? Ok. Diễu hồ mô tô. Và nhóm thì Tuấn hiện tại đang được tất cả anh em cộng đồng mạng tin tưởng 113 người. Thế là hiện tại trong nhóm học có 113 là 113 người. Văn Phúc ơi, chào anh trai, bữa nay khỏe không anh? Lâu quá không gặp anh trai. Bữa nào anh em mình inbox gọi thoại chào cái nhé. Ok, Vương Xuân Hưng, các bạn đầu tư một con máy giá rẻ tiền thôi. Các bạn cần inbox cho Đình Tuấn, có một cái giá ok, Đình Tuấn hỗ trợ nhiệt tình cho anh em, khi anh em mua những thiết bị máy đọc lỗi. Đặc biệt từ phút này trở đi các bạn mua máy đọc lỗi bên Đình Tuấn, tặng anh em nhóm học online hỗ trợ nhiệt tình cho các bạn luôn. Anh em cứ vô nhóm thì Tuấn sẽ hứa hẹn làm nhiều clip hay. Và chuẩn bị Tuấn sẽ đầu tư thêm một cái điện thoại ăn xong chỉ có quay clip và để đăng lên nhóm cho anh em. Còn một cái điện thoại này chỉ có nghe và gọi, chuẩn bị đăng kiếm tiền. Mua thêm một cái điện thoại nào khá khá có thể nhớ ok gì đấy, để làm những cái hình ảnh nó rõ nét, quay không bị rung động, để tặng cho anh em vô nhóm học để anh em xem rõ hơn và hiển thị những màu dây, những trị giá số điện trở, điện áp rõ để anh em được học. Anh em nào mua máy inbox qua Messenger hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Đình Tuấn qua số điện thoại 0909 755 993. Đình Tuấn cảm ơn mọi người. Rồi anh em nghỉ đi, điện thoại Tuấn là hết pin rồi, điện thoại này cũng bắp rồi, cứ sạc pin chút là hết pin. Chắc phải chuẩn bị đổi điện thoại, cái này xài Oppo dở quá. Chào anh em nhé, Tuấn sạc pin xong, tí anh em trong nhóm đợi chờ thì Tuấn tặng con clip xử lý dòng AB LED 2019 tăng bị ổ khóa thông. Và anh em nào ok chia sẻ like mạnh dùng Đình Tuấn trên cộng đồng mạng, Đình Tuấn luôn luôn cảm ơn. Trong một thời gian rất ngắn vừa qua, chỉ có hơn một năm ngay, từ 2019 cho tới đầu 2020, đã được nhiều anh em tin tưởng trên mọi miền tổ quốc. Đình Tuấn sẽ gặp iPhone ok. Văn Phúc mô tô, bữa nào có cái iPhone nào rẻ rẻ đại gia để em cái đi nhá anh trai. Có điều kiện thế nào để rằng em hút cái điện thoại iPhone giá ưu đãi chút nhá, để quay livestream.
Rồi, chào tất cả anh em, chia sẻ mạng dùng tính toán đi.